Bữa nay là ngày 2 tháng 5 âm lịch đó các bạn. Nấm nó cũng đã lên lợi rồi các bạn. Nấm đợt này thì lên cây nấm cũng khá là to luôn các bạn. Đây nè. Nó to hơn cái tay cái của mình các bạn. Đây có một mớ nữa. Bố mình thì đang ngồi gọt nấm rồi các bạn. Đó. Mình thấy nấm lên với loại mọi người đi hái nấm mình cũng rất là nôn nao luôn các bạn. Cái mắm lên nấm thì lên đợt này thì khá là to luôn. Mà cũng ít lắm các bạn. Hái cũng không được nhiều lắm. Cái này là anh của mình đi cào mủ rồi hái được khoảng như đây cũng tầm 2 kg các bạn. Đó. Giờ nấm nó lên cái kỳ này là cũng đợt thứ ba rồi đó, mọi người. Mà vừa rồi á mình đi hái thì mình bị cái vụ mà rắn chằm bạp nó cắn vào chân của mình đó. Tới hôm nay nữa là cũng đã là 10 ngày rồi. 10 ngày rồi mà chân mình thì nó còn đỏ lắm, người đỏ tím, nó cũng còn đau. Nói chung là mình đi thì mình đi cũng được lắc nhắc vài bước cũng chưa đi được là lành mạnh như hồi trước đó các bạn. Rồi vừa vừa rồi thì mình cũng đã được các quý cô chú anh chị mạnh thường quân và các anh em trong hội nhóm cũng đã chia sẻ và quyên góp cho mình được một khoản chi phí để mình đi tới bệnh viện Chợ Rẫy các bạn. Đó. Và mình cũng đã được đi tới bệnh viện Chợ Rẫy và mình được bác sĩ là truyền huyết thanh rồi xét nghiệm máu cho mình cũng 3 lần các bạn, đo huyết áp rồi các thứ. Và mình cũng ở lại hết 2 đêm 2 ngày ở trên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì bác sĩ cũng đã theo dõi và kiểm tra sức khỏe của mình, thì cho mình xuất viện về để mà dưỡng xương và uống thuốc tại nhà. Nếu như trong tình trạng mà mình dưỡng thương mà uống thuốc tại nhà mà có vết thương mình mà nó có cái diễn biến xấu thì mình sẽ đi cái bệnh viện gần nhất ở đây các bạn. Đó. Hôm nay là mình làm cái video này thì để cho các bạn theo dõi ở tình hình cái chân của mình bị rắn cắn rồi nó diễn biến như thế nào nha các bạn. Đây nè, hiện tại là cái chân của mình đó các bạn. Cái chỗ phần bị rắn cắn vừa rồi quay cho các bạn xem đó, bây giờ là nó tích tích tụ lại cái phần mủ ở trong đây nè mọi người đó. Nó đã khô cái mài này rồi nhưng mà nó vẫn còn có mủ trong đây nha. Mình cũng đã vệ sinh rồi lau chùi hàng ngày để cho nó sạch. Chân của mình nó thì nó còn đỏ tím. Nó mọi người xem cái chân của mình thôi các bạn. Cái màu chân các bạn nhìn là bên này là nó khác hẳn với bên này, bên đây nó còn tím và đen các bạn. Nó cái phần chỗ này thì nó đỏ hết luôn, đỏ tím luôn mà nó ngứa luôn các bạn, nên là đêm nó ngủ cũng khó lắm. Nó ngứa thì mình cũng lấy tay mình cà vậy thôi, mình cũng không dám gãi là sợ nó bị xước, nó sẽ nhiễm trùng đó các bạn. Hôm nay thì cũng cảm thấy là nó cũng hết sưng nhiều và nó cũng đỡ đau nhiều đó các bạn. Đó. Thì làm video này cho các bạn theo dõi cái tình hình sức khỏe với lại cái vết thương mình nha. Các bạn đi làm đi rẫy đi rừng thì cũng nên sử dụng đồ bảo hộ ủng hoặc là bao tay các thứ đi vô rừng vô rẫy làm hoặc là kiếm nấm mối đó các bạn. Đó, cẩn thận đừng để nó xảy ra những cái tình trạng này giống như như mình đây thì nó rất là đau đớn các bạn, và nó sẽ nguy hiểm tới cái tính mạng của mình bất cứ lúc nào đó mọi người. Đó, thì video mình làm tới đây thì mình cũng kết thúc để cập nhật cái tình hình cho mọi người xem.